Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành làm rõ và bắt giữ Bùi Thị Châu, 33 tuổi, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian trộm cắp bộ điện thoại di động iPhone 7 Plus tại khu chợ đêm trên đường Lê Duẩn, công an phường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và xác định được Châu là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên. Được biết vì không có việc làm ổn định nên Châu thường xuyên trà trộn vào khu vực chợ đêm, lợi dụng sơ hở của nhiều phụ nữ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Châu còn khai nhận trước đó với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt thêm một vụ trộm cắp điện thoại di động trên địa bàn quận Hải Châu, đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.